chào quý khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ với công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Anh chào Thanh Phương. Tèn tèn, xe em nè, đi chợ mua cái gì cho anh Vũ nè? Qua những cái búp măng rất là non, công nhận em đi chợ khéo thiệt. Mà em mua của mình măng không hả? Em thử tài anh Vũ xem là anh Vũ với chỉ mỗi nguyên liệu măng này thì anh sẽ nghĩ ra món gì đây nè. Thực sự ra măng thì chúng ta hay nghĩ đến cái món nấu đúng không các bạn? Hoặc những cái món xào hoặc là kho. Hôm nay chúng ta làm món kho đi. Và trong tủ lạnh thì anh nhớ là còn có thịt ba rọi nè. Và cái trứng cút, vài miếng đậu hũ nữa. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ vét hết tủ lạnh, chúng ta làm một món kho rất là đơn giản các bạn ha. Wow, đúng là không gì làm khó được anh Vũ ha. Món kho có tên gọi là gì ạ? Thưa các bạn, món ngày hôm nay của chúng ta có tên gọi là ba rọi kho măng. Thưa các bạn, để làm món này chúng ta cần chuẩn bị thịt ba rọi 200g, măng 200g, đậu hũ bi chiên 100g, trứng cút, ớt sừng, hành lá, dầu điều, hành tím băm, tỏi băm, một số gia vị thông thường và hạt nêm icing on heo. Bây giờ chúng ta sẽ phần sơ chế. Thì bây giờ chúng ta cắt miếng có bề bản khoảng 1cm. Bây giờ chúng ta sẽ ướp với lại 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng canh hành tím băm. Ướp vào đây 1 muỗng canh nước mắm. Chúng ta trộn đều lên như vậy. Ta ướp khoảng 15 phút thôi để cho thịt thấm gia vị. Thế còn cái phần măng anh Vũ ơi, làm sao để chúng ta có thể loại bỏ được cái vị nhân nhẫn à? Nhưng măng này em đã mua là măng đã luộc rồi. Cho nên là thường về chúng ta chỉ cần cắt ra miếng nhỏ và chúng ta ngâm vô trong nước ấm ấm khoảng 15 phút như vậy thì măng nó sẽ thơm hơn và ngon hơn và sẽ không còn vị nhẫn nữa. Phần măng này thì chúng ta sẽ cắt ra miếng cạnh 3cm. Rồi chúng ta sẽ ngâm trong tô nước ấm. Hành lá chúng ta sẽ cắt khúc. Ớt sừng chúng ta cũng cắt tương tự. Kế tiếp chúng ta pha ở đây 1 muỗng canh hạt nêm icing on heo. Chúng ta hòa cùng với lại 1 chén nước lọc để chúng ta làm nước, là chút xíu chúng ta kho. Thưa các bạn, chúng ta dùng hạt nêm icing on heo để thay cho nước dùng để món kho chúng ta được đậm đà hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần kho thịt. Rồi chúng ta sẽ bắt lên một cái chảo với một ít dầu. Bây giờ anh sẽ cho trứng cút vào chiên. À như vậy. Mà anh Vũ ơi, em nhớ là hôm nay mình làm món kho mà tại sao mình lại có một cái chảo dầu đi chiên thế ạ? Chúng ta nên chiên trứng cút trước khi kho, như vậy thì trứng cút sẽ thấm gia vị hơn nha các bạn. Khi chúng ta thấy trứng cút đã vàng như vậy. Rồi, chúng ta cho đây. Đối với món thịt kho thì đầu tiên chúng ta nên thắng nước màu caramel. Chúng ta cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu điều và chúng ta cho vào đây 1 muỗng canh đường. Rồi, chúng ta thắng để cho đường ra màu caramel xíu, chúng ta thịt vô kho, chúng ta thịt vô sao rồi. Thưa các bạn, chúng ta nên thắng caramel với lại dầu điều để cho nước kho chúng ta có màu đẹp nha các bạn. Chúng ta sẽ cho măng vào và chúng ta cho đây một chén nước dùng, kho khoảng độ chừng 10 phút. Chúng ta sẽ cho trứng cút và đậu hũ vào. Và thưa các bạn, chúng ta kho thêm khoảng chừng 5 phút nữa thôi các bạn. Thấy nước kho vừa rút lại vừa sánh sệt, chúng ta tắt lửa, cho đậu hành và ớt sừng vào, chúng ta xóc nhanh qua như vậy. À, là được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho ra một cái thố bé bé như vậy. Cho đây vài cái lát ớt, đậu hành chúng ta tỉa hoa này kia. Và thưa các bạn, thế là chúng ta đã hoàn thành xong món thịt ba rọi kho măng. À đây, có đây anh chuẩn bị sẵn cho em một phần ít ít ha, có cơm trắng luôn. Cảm ơn anh Vũ. Wow, măng thì dậy mùi nè, tất cả các loại nguyên liệu như là thịt, trứng, măng, rồi đậu đều thấm gia vị. Các phần nước kho thì sên sệt, bắt mắt nè, áo đều lên tất cả các loại nguyên liệu. Và nhất là khi thưởng thức phần nước kho này với lại cơm thì cực kỳ bắt cơm luôn. Wow, một món ăn quá ngon luôn đó anh Vũ. Cảm ơn em. Thưa các bạn, không những ngon và vừa miệng như MC nhận xét mà món ăn này còn đầy đủ dinh dưỡng. Đặc biệt món này thì vô cùng đơn giản. Chúc quý vị thành công với món ăn này. Và nếu như quý vị có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan các món ngon của chương trình, quý vị có thể truy cập vào website mongonmoingay.com sẽ có những thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì anh Vũ cùng với lại Thanh Phương xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.